Hôm nay tôi hướng dẫn sử dụng phần mềm online hình thức trắc nghiệm vn Phần mềm này hỗ trợ học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức, tự học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử môn kiến thức chung môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu liên hệ với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang hoặc kết nối Zalo à, theo một trong hai số trên màn hình 0912 59 56 54 hoặc 094 3078 123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm và nhận các cái video à, bài giảng à, theo cái kênh YouTube của thầy. Phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm cho các cái danh mục tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên. Và phần mềm à, có hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên vì kỳ thi mà phải làm được hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên cạnh tranh nhau bằng kiến thức à, rất lành mạnh vì vậy các em phải nỗ lực cố gắng để, để ôn tập vòng 1 được tốt để có cơ hội thi vòng 2 à, vòng 1 nếu có một môn bị rớt thì đương nhiên không được dự thi vòng 2 rớt là gì thí dụ như môn kiến thức chung à, 60 câu 60 phút phải làm được ít nhất 30 câu trở lên mới qua được môn kiến thức chung môn tiếng Anh à, 30 câu 30 phút phải làm được ít nhất 15 câu trở lên mới qua được môn tiếng Anh môn tin học nếu phải thi thì chúng ta cũng phải làm được ít nhất 15 câu trên 30 câu trở lên. À, có một môn bị rớt tức là có ít có, có dưới 50%, dưới 50% số câu trả lời để đúng là bị rớt. Và à, chúng ta học trên phần mềm, chúng ta rèn luyện được kỹ năng thi thực hành trên máy tính. Vì vòng 1 là thi trắc nghiệm thực hành trên máy tính này. sau đây tôi sẽ minh họa phương pháp học à, câu hỏi trắc nghiệm quy định 179 ngày 25 tháng 2 năm 2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. À, chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc Google Chrome trên máy tính hoặc trên điện thoại. Sau đó chúng ta gõ tại cái thanh địa chỉ này hình thức trắc nghiệm vn chú ý là đuôi à, chú ý là đuôi vn đuôi com sang phần mềm khác của thầy sau đó ra cái giao diện như thế này là mới đúng này môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức là mục số 1 này mục số 2 là môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức này mục số 3 là công chức cấp xã này vân vân rồi đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở phía dưới này rồi đối với giáo viên các cấp rồi đối với viên chức y tế thí dụ chúng ta cần mục số nào chúng ta kích chuột vào mục đó cần mục số 2, kích chuột vào mục số 2, ôn thi nâng ngạch sau đó nhập ký danh và mật khẩu đăng ký từ xa gọi là ký danh trong phòng thi gọi là số báo danh đấy và mật khẩu phân biệt ký tự hoa ký tự thường tại một thời điểm chỉ đăng nhập được trên một thiết bị và đặc biệt không cho bạn mật khẩu được. À, cho bạn mật khẩu bạn biết mật khẩu bạn đăng nhập thì các em mất quyền đăng nhập phần mềm. Giống như kỳ thi chính thức diễn ra mỗi một thi mỗi một thí sinh là một số báo danh của em nào em vào thôi. Chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm. Sau đó vào phần mềm thì chúng ta dành một hai phút để chúng ta đọc cái hướng dẫn trên sử dụng trên màn hình. À, riêng đối với nâng ngạch công chức hành chính thì à, chúng ta chú ý cái tài liệu mà quy định công khai minh bạch à, cho mọi thí sinh biết để ôn tập đó là danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành chính à, của bộ nội vụ ban hành tại cái một lớn này à, chúng ta kích chuột vào à, cái file này thì chúng ta chỉ chuột vào cái nó tải xuống ở à, trên màn hình để chúng ta tải về máy tính hoặc chúng ta in ra giấy nếu không có máy in chúng ta tải xuống và gửi vào email à, đến cửa hàng in ấn để chúng ta in cái danh mục này nên in hoặc để trên máy tính cũng được À, đây là danh mục mà được Bộ Nội, nội, nội vụ ban hành à, kèm theo quyết định 1090 ngày 5 tháng 10 năm 2021 à, về à, về mặt môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với công chức hành chính cần phải ôn thì gồm có 42 danh mục đó kéo xuống này 42 danh mục à, 42 danh mục này à, môn ngoại ngữ thì ôn theo thông tư 01 là khung ngoại ngữ 6 bậc rồi môn tin học ôn theo thông tư 03 thì trong phần mềm có môn ngoại ngữ và môn tin học nữa. Thì uh, môn ngoại ngữ theo thông tư 01 và uh, có câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm. Môn tin học theo thông tư 03 cũng có câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm. Và 42 tài liệu này đều có đầy đủ uh, câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm. À, nếu chúng ta phải đọc lý thuyết uh, 42 danh mục uh, riêng danh mục 42 này cho một loại uh, ngạch công chức là tới 400 trang. Thì tổng cái này ấy, ước chừng khoảng 1.600 trang Nếu chúng ta đọc 600 trang A4 1.600 trang A4 Thì mất rất nhiều thời gian Vì vậy cái cách học tốt nhất Là chúng ta vừa học câu hỏi trách nghiệm trên phần mềm Vừa học lý thuyết Thí dụ như mục số 1 Chúng ta học mục số 1 câu hỏi trách nghiệm về kiến pháp Học xong rồi chúng ta chuyển sang mục số 2 Luật cán bộ công chức Học từng mục à, Như vậy là trên phần mềm Có các cái chỉ mục tương ứng với À chỉ mục của tài liệu này à, sau đây tôi sẽ minh họa à, chúng ta chỉ vào nốt quay lui à, để chúng ta quay lại để chúng ta xem à, thí dụ như là cái, cái à, quy định 179 thì học như thế nào về các cái mục khác thì thầy giáo đã giới thiệu rồi Hôm nay giới thiệu cái học cái quy định một, à, 179 kéo xuống phía dưới chúng ta tìm à, cái tài liệu à, liên quan đến à, quy định à, 179 À, kéo xuống phía dưới. Đó. Ví dụ ở đây là à, Nghị định 59 này. Đó. À, kéo xuống. Thì chúng ta thấy ở đây à, có 60 chỉ mục trên phần mềm của thầy là số 68. Cái còn số 20 trong ngọc vuông là tương ứng với số thứ tự 20 trong cái tài liệu Bộ Nội vụ à, ban hành để chúng ta ôn tập. Đó. Cái quy định 179 này. Tất cả các chỉ mục có cái dấu vuông thì chúng ta nên học hết. Đấy thì tất nhiên là có cái trọng tâm và có cái là không trọng tâm về thi trắc nghiệm là nó phủ hết cho nên chúng ta phải học hết không học tủ học lệch được đó. chúng ta kích chuột vào cái mục số 20 trong ngọc vuông này à, để tải về máy tính thì file sau đó chúng ta mở cái file này lên mỗi một lần học cái mục này chúng ta mở file lên đó thì đây chính là cái uh, quy định uh, 79 chín uh, của ban chấp hành trung ương À, ngày 25 tháng 2 năm 2019 Đấy, thì học như thế nào như vậy chúng ta đã có một file à, chúng ta kích chuột vào file thì nó lại mở lên à, chúng ta kích chuột vào dấu trừ nó lại thu nhỏ lại Đấy. kích nó trái chuột vào biểu tượng thu nhỏ thì nó lại mở lên Đấy, cứ như vậy là chúng ta sẽ vừa học câu hỏi trắc nghiệm vào lý thuyết bước 1 chỉ thực hiện lần đầu và sau đó mỗi lần đăng nhập vào phần mềm chúng ta mở cái file này lên thôi à, các các cái mục khác hoàn toàn tương tự chúng ta di chuyển con trỏ lên phía trên Chúng ta tìm câu hỏi trắc nghiệm cho cái quy định 79, quy định 79 này Chúng ta tìm lên phía trên Đây, ví dụ như là à, mục 20 này, này 20 trong ngọc vuông, tương ứng với tài liệu của Bộ Nội vụ Ban Hành Kích chuột vào à, Sau đó chúng ta tìm cái thực đơn là thực hiện đề thi Sau đó xuất hiện từ tiếng Anh Start là bắt đầu Đó, và bắt đầu thì sau đó chúng ta nhìn lên trên này chúng ta thấy có các ô vuông bên tay trái là số thứ tự câu hỏi. thí à, dụ như chúng ta xem à ví dụ như là câu số 1 à, là theo quy định 79 thì không đọc nữa này thì mọi à, thi trắc nghiệm thì nội dung nó phơi bày lên trên hết nội dung câu hỏi và nội dung các cái phương án phơi bày lên. Đó thì chúng ta có thể đọc nội dung câu hỏi và quá trình thi thử thì chọn một trong bốn phương án Hết thời gian làm bài thì không làm được. À, thì nó chấm dứt, nó báo cho được trăm số câu trả lời đúng. À, hết thời gian làm bài thì không làm được. Muốn nộp bài sớm thì chọn finish ở con tay trái màn hình. Bây giờ học lần đầu thì cứ chọn finish. À, chưa cần phải là thi thử. Kéo xuống phía dưới. Tìm đến thực đơn có chữ nộp bài và kết thúc. Nộp bài kết thúc, xác nhận lại một lần nữa. À, thế thì uh, chúng ta đọc câu hỏi. Đó. À, thì học lần đầu cũng giống như đi đi đường từ A đến B đi lần đầu đúng không? quy định này về chế độ kiểm tra giám sát công tác cán bộ đối với phương án A là đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên phương án B là tổ chức đảng và cán bộ công chức viên chức đảng viên phương án C là tổ chức đảng và đảng viên phương án D D là tổ chức đảng và cán bộ công chức đảng viên Thế thì phương án nào là đúng thì căn cứ điều 1 tình huống đặt ra là quy định này về chế độ kiểm tra giám sát công tác cán bộ đối với đối với các cái tổ chức trong phương án nào ở dưới đây thì căn cứ điều 1 tình huống đặt ra để ta giải quyết câu hỏi này thì chúng ta lần đầu tiên chúng ta mở điều 1 lên đó, thì chúng ta tìm đọc đến điều 1 nó sẽ phủ hết cái cái quy định này mà à, quy định này à, quy định về chế độ kiểm tra giám sát công tác cán bộ đối với tổ chức đảng là một cán bộ là hai đảng viên là ba không nói đến à, công chức và không nói đến viên chức à, thì chỉ giới hạn lại là tổ chức đảng và cán bộ và đảng viên như vậy các cái giá trị mà công chức viên chức thì nó không có trong điều một cho nên nó nó bị loại trừ như vậy phương án này có nhiều giá trị thì cái giá trị uh, tổ chức đảng uh, cán bộ đảng viên ba giá trị này là đúng uh, phương án a tổ chức đảng cán bộ đảng viên là đúng phương án b tổ chức đảng cán bộ uh, công chức là không đúng viên chức không đúng đảng viên thì có đó thế phương án c tổ chức đảng và đảng viên thì nó chưa chưa đầy đủ thiếu mất từ cán bộ uh, tổ chức đảng và cán bộ công chức đảng viên thì có một giá trị công chức không đúng bị loại trừ phương án sai là phương án có ít nhất một giá trị sai trong à, trong à, cái giá trị trong phương án đó phương án đúng là tất cả các giá trị đều đúng thì gọi là phương án đúng vì đây là một bộ có nhiều giá trị giá trị thứ nhất là tổ chức đáng giá trị thứ hai là cán bộ giá trị thứ ba là đảng viên thì ba giá trị nền đều đúng gọi là phương án đúng đó thì cái cách như vậy đọc lần thứ nhất thì lần thứ hai chúng ta gặp câu hỏi này là chúng ta đánh về phát ăn ngay đó là tổ chức đáng à, cán bộ đảng viên thì cái quy định này áp dụng đối với cán bộ đảng viên và tổ chức đảng. À, chúng ta nhớ. À, à, câu tiếp theo là à, chúng ta để ý câu tiếp theo là à, là ví dụ như là chúng ta giải thích một loạt các câu luôn nhá. Ví dụ như đây là ví dụ như là à, câu số 7 uh, chẳng hạn. À, đây là loại định lượng này theo quy định một này. Khi nào cán bộ đảng viên tự kiểm tra đánh giá ưu điểm khuyết điểm à, trong công tác và việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống tức là khi nào đấy vào thời gian nào á phương án a là hàng quý phương án b là hàng năm phương án c là hàng tháng phương án d là thường xuyên thì căn cứ đây là tình huống đặt ra để giải quyết câu hỏi này thì căn cứ vào điều 6 đấy như vậy cái phương pháp học của thầy là đưa ra là căn cứ vào tình huống đặt ra để chúng ta học lý thuyết, sau đó chúng ta lại quay lại để giải quyết câu hỏi trắc nghiệm, à, tránh cái trường hợp là chỉ học câu hỏi trắc nghiệm không thôi chạy xô đi tìm thì không bao giờ học hết được và chỉ đọc lý thuyết không thôi thì không biết trắc nghiệm ra như thế nào, đấy thì là sẽ bỡ ngỡ kỳ thi chính thức diễn ra bỡ ngỡ ngay và nó quên nó trôi tuột không nhớ được, thì như vậy để làm thế nào để ra đề kiểu gì ta cũng làm được, đó là à, chúng ta phải căn cứ vào à, câu uh, câu hỏi trách nhiệm tình huống đặt ra để chúng ta giải quyết câu hỏi này thì căn cứ vào đâu để giải quyết để hiểu nội dung và có phương pháp suy luận là chúng ta sẽ làm được chứ không cần chạy xô để chúng ta hiểu về thời gian khi nào cán bộ đảng viên tự kiểm tra đánh giá ưu điểm khuyết điểm trong công tác và tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống thì, thì đáp án đúng ở đây là thường xuyên đây là học lần một học lần 2 chúng ta không cần phải tra vào điều 6 mà chúng ta vẫn làm được điều 6 chúng ta mở lên à, kích chuột vào đây chúng ta tìm đến điều 6 thì đóng minh họa một số điều thôi một à, điều 6 à, chế độ kiểm tra như vậy chế độ kiểm tra thì à, một khoản 1 đối với cán bộ đảng viên 1.1 à, này thường xuyên tự kiểm tra đánh giá ưu điểm khuyết điểm trong công tác và việc tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống như vậy căn cứ vào điều 6 khoản 1 thì khi khi nào cán bộ đảng viên tự kiểm tra đánh giá ưu điểm khuyết điểm trong công tác và việc tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống thì phải thường xuyên thường xuyên kiểm đó, thường xuyên cán bộ đảng viên phải tự kiểm tra đó chúng ta thấy như vậy đó là về, về khi nào thì mốc thời gian hay là 1.2 nối về định kỳ hàng năm cán bộ đảng viên phải tự phê bình phê bình ở tri bộ và cấp ủy tổ chức chính quyền đoàn thể mà mình là thành viên Đấy, cái là thầy giáo buổi đỏ nha rồi 1 trong ba hàng năm tri ủy nơi cán bộ đảng viên công tác lấy ý kiến nhận xét của tri bộ nơi cư trú về bản thân cán bộ đảng viên và gia đình trong việc chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương thì đấy Đây là cái kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm và làm công tác Đảng nhiều năm ở, ở đại ở trường đại học thì các em, thì các em thấy rằng là ngày xưa gọi là lấy nhận xét ở nơi cư trú gọi là quy định 76 sáu gần đây là gọi là quy định 213 à, thì hàng năm thì chúng ta nhớ được như vậy thì cái mốc hàng năm đây thì chi ủy nơi cán bộ Đảng viên công tác lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi cư trú về bản, về bản thân cán bộ đảng viên và gia đình trong việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Thì cái này nếu là đảng viên thì chúng ta nhớ cái mốc hàng năm là rất dễ. Đó, chúng ta để ý về nha 1.4 là chịu sự kiểm tra của chi bộ nơi sinh hoạt và các tổ chức Đảng cấp trên. Đó. Thế thì như vậy là để mà chuyển thể cái 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 khoản 1 điều 6 thành câu hỏi trắc nghiệm thì thầy giáo minh họa đại diện là nói là khi nào để hỏi về mốc thời gian chúng ta cần nhớ như vậy Tương, khi ta nắm được như vậy rồi ta hiểu được bản chất rồi một loại hàng loạt câu hỏi rơi vào cái dạng này ta làm được hết thí dụ khi nào cán bộ đảng viên tự phê bình và phê bình ở chi bộ ở cấp ủy tổ chức chính quyền đoàn thể mà mình là thành viên thì như thế là à, định kỳ hàng năm. Đã, định kỳ hàng năm căn cứ vào điều 6. À, tương tự như thế à, đối với câu 9, khi nào cán bộ đảng viên chi ủy nơi cán bộ đảng viên công tác lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi cư trú về bản thân cán bộ đảng viên và gia đình trong việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương thì thầy vừa nêu. Thì đây nếu là đảng viên thì đây chính là lấy cái nhận xét 76 hoặc 213 thì như vậy hàng năm chứ không yêu cầu hàng tháng, hàng quý và không yêu cầu thường xuyên thì như vậy là hàng năm, ta văn đúng hàng năm. Đấy, một chung loại câu hỏi như vậy. Cái câu 10 thì cũng tương tự như vậy. Thì là đối với đối với cấp ủy tổ chức đảng thời gian nào thì xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ thuộc cấp mình quản lý. Và chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện. Thì thầy giáo vừa nêu điều sáu, mở điều sáu lên. Thì chúng ta thấy là hàng năm. À, chúng ta để ý hàng năm đó, để căn cứ vào à, điều sáu. Thế thì à, tương tự như thế, hàng loạt các câu hỏi à, chúng ta có thể à, căn cứ vào, vào cái điều sáu để giải quyết một loạt câu hỏi về khi nào. Hay là à, câu 13 cơ quan nào lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng à, cấp ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy của ủy ban kiểm tra phối hợp tiến hành kiểm tra và trực tiếp tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền phương án a là các cơ quan tham mưu giúp việc khác của cấp ủy phương án b là ủy ban kiểm tra phương án c là ban tổ chức cấp ủy phương án d là cấp ủy ban thường vụ ở, ở cấp ủy các cấp để căn cứ điều bảy thì đáp án đúng đây là cấp ủy ban thường vụ cấp ủy các cấp thì chúng ta phải mở cái điều 7 lên đây đây là câu hỏi định lượng là cơ quan nào gắn cụ thể rồi à, chúng ta mở điều 7 này kích chuột vào file chúng ta tìm đến điều 7 à, chúng ta tìm đến điều 7 trách nhiệm và của chủ thể kiểm tra đây à, khoản 1 cấp ủy này ban thường vụ cấp ủy các cấp à, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức à, đảng cấp ủy các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy ủy ban kiểm tra phối hợp tiến hành kiểm tra và thực thực trực tiếp kiểm tra à, theo thẩm quyền. Thì cái dòng này hỏi về cơ quan nào? Cơ quan nào lãnh đạo thì theo khoản 1 điều 7 chính là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Đó. Thế còn các ban khác, ủy ban kiểm tra, ban tổ chức cấp ủy, cấp ủy ban thường vụ cấp ủy các cấp thì chúng ta để ý là đáp án đúng đây là cấp ủy ban thường vụ cấp ủy các cấp tương ứng ở đây là đáp án D đó như vậy cái cách là cơ quan nào khi học chúng ta thấy đây là hỏi về cơ quan nào à, khi nào hỏi về cơ quan nào ví dụ như là cơ quan nào kiểm tra cán bộ đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát về công tác cán bộ xem xét kết luận và xử lý kỷ luật thiêu thẩm quyền thì chúng ta đọc cái dòng này chúng ta à, thấy cái cụm từ này là nó thuộc về ủy ban kiểm tra đấy ủy ban kiểm tra à, là đã bán của câu hỏi này hay là ban tổ chức tình ủy thì khi à, cơ quan nào chủ trì kiểm tra việc chấp hành đường lối chủ trương của đảng pháp luật nhà nước liên quan đến công tác cán bộ kiểm tra thiêu thẩm quyền về chế độ báo cáo nhận xét đánh giá cán bộ đánh giá chất lượng đảng viên tổ chức đảng theo quy định định kỳ về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ thì chúng ta đọc cái cụm từ này ta thấy toát lên là chức năng nhiệm vụ của ban tổ chức Các cấp ủy các em chú ý hỏi về cơ quan nào vân vân thì đấy là hay là ban cán sự đảng đoàn khoảng năm cơ quan nào lãnh đạo công tác kiểm tra À, những vấn đề thuộc về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban cán sự đảng, ban cán à, đảng đoàn về công tác cán bộ thì à, đã nói lên cái nội dung à, này đã nói lên là à, ban cán sự đảng à, đảng ban cán sự đảng đảng đoàn hay là chúng ta đọc chi bộ cơ quan nào kiểm tra đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ à, giao về các nội dung trong công tác cán bộ thì cái nội dung đây có chữ chi bỏ thì nó gắn với à, chữ chỉ bỏ đây rồi. Cho nên rất là dễ nhớ. Đấy phương pháp học là như vậy. À, như vậy là hàng loạt câu là chúng chúng ta là làm được. Đây ví dụ câu 14 hỏi này theo quy định 79 cơ quan nào kiểm tra cán bộ đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát về công tác cán bộ xem xét kết luận và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền thì chúng ta thấy phương án A là ban tổ chức cấp ủy, phương án B là ủy ban kiểm tra, phương án C là cấp ủy, ủy ả, ban thường vụ ả, cấp ủy các cấp, phương án D là chi bộ thì chúng ta thấy rằng căn cứ điều 7 thì giáo vừa nêu chính là ủy ban kiểm tra. Đó là học lần 1 đấy này. Học lần 2 chúng ta đọc cái cụm từ này, à, chúng ta thấy tốt lên đây chính là nhiệm vụ của ban tổ chức tình ủy do à, ban tổ, ban tổ chức cấp ủy đó nên chúng ta chọn phương án ban tổ chức các ủy Đấy có nhiều cái chúng ta hiểu được nội dung. À, câu hỏi trách nhiệm là nó phơi bày hết lên được. À, nội dung câu hỏi nó phơi bày lên rồi phương án nó cũng phơi bày lên. Cho nên là chúng ta đọc nội dung các phương án là chúng ta tìm ra được các cái cụm từ hiểu được cái nội dung của cái câu hỏi này là chúng ta tìm ra các cái cụm từ đó là chúng ta tìm ra được phương án đúng ngay. Đấy cái phương pháp học là như vậy. Học một biết 10 mà. Học học mà kiểu đề ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được. Đó. À, chúng ta để ý thế đây, hàng, 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 loạt ví dụ như là cái câu 19 này hỏi về định lượng này, này có bao nhiêu nội dung kiểm tra đối với cán bộ đảng viên thì phương án A là 6 nội dung phương án B 5 nội dung phương án C 2 nội dung phương án phương án D 3 nội dung để căn cứ điều 8 thì có 3 nội dung thì chúng ta học lần đầu chúng ta phải kích chuột vào file chúng ta tìm đến điều 8 đây nội dung kiểm tra này đối với cán bộ đảng viên à, thì có bao nhiêu nội dung kiểm tra Đấy thì chúng ta đề để ý là 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Đó, thì như vậy ở đây căn cứ vào đây là có 3 nội dung. Đó, thì chúng ta vấn đề là đây là đề là về mặt là đối với cán bộ đảng viên. Đó, về mặt tham mưu đề xuất. Đó. À việc chấp hành các nghị quyết. Và đây là điều điều 8. À điều 8 nội dung kiểm tra. À, đối với cán bộ đảng viên về điều kiện tiêu chuẩn cán bộ theo quy định à, về việc chấp hành các tổ chức vân vân về việc tham mưu về việc à, chấp hành các cái nghị quyết đối với cấp ủy thì có bao nhiêu nội dung thì 2.1 vân vân à, thì chúng ta để ý ở đây là đề bài hỏi chúng ta phải đọc là nội dung kiểm tra à, hỏi về nội dung kiểm tra khi chúng ta đọc kỹ ở đây là có bao nhiêu nội dung kiểm tra à, đối với cán bộ đảng viên nha thì như vậy là kiểm tra chúng ta hội quản 1 thì như vậy có bốn nội dung. Thế đối với cấp ủy tổ chức đảng thì có bao nhiêu nội dung? Thì 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 à 2.6, 2.7 à thì 2.8, 2.9 thì chúng ta thấy có 9 nội dung. À có 9 nội dung. Đối với cấp đối với tập thể thì tại khoản 2 là đối với cấp ủy thì tổ chức đảng có 9 nội dung. Thế còn đối với cán bộ đảng viên thì à có à, 4 nội dung. Đó, như vậy đã án ở đây nó là 4 nội dung căn cứ vào điều 8. À, thì chúng ta thấy rằng là căn cứ vào điều 8 thì nó có 4 nội dung. Đó, thì chúng ta để ý là nó có bốn nội à, nó có bốn nội dung. Đó, để nó ví dụ phương án năm sáu hai ba đó thì chúng ta để ý đây chính là bốn nội dung à, phương án này là có bốn nội dung đối với à, cán bộ đảng viên thì việc kiểm tra sẽ có bốn nội dung đó thì chúng ta để ý là có bốn nội dung căn cứ điều 8 cái nội đối với cán bộ đảng viên à, nội dung thứ nhất là về điều kiện tiêu chuẩn cán bộ theo quy định Nội dung thứ hai là việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Nội dung thứ ba là tham mưu đề xuất và thẩm định quyết định các nội dung về công tác cán bộ. Nội dung thứ tư là việc chấp hành các nghị quyết quyết định của cấp ủy tổ chức đảng về công tác cán bộ. Như vậy là nội dung kiểm tra ở mục 1 khoản 1 là đối với cán bộ đảng viên thì sẽ thực hiện kiểm tra bốn nội dung còn đối với cấp ủy tổ chức đảng thì sẽ có 9 nội dung nội dung thứ nhất là kiểm tra công tác tiếp nhận tuyển dụng cán bộ Đó. Ở trong nội dung thứ hai là kiểm tra công tác đánh giá cán bộ nội dung thứ ba là kiểm tra về công tác quy hoạch cán bộ à, nội dung thứ tư là kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ à, nội dung thứ năm là kiểm tra à, công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử rồi nội dung thứ sáu là kiểm tra công tác điều động luân chuyển cán bộ, nội dung thứ bảy là kiểm tra việc phân công phân cấp quản lý cán bộ, nội dung thứ tám là kiểm tra thực hiện chính sách cán bộ, nội dung thứ chín là kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ như vậy có 9 nội dung, mỗi một nội dung thì lại có các cái tiểu mục như là nội dung về kiểm tra thực hiện chính sách cán bộ thì có hai eh, tiểu mục À, đó là à, việc thực hiện chính sách về lương, thưởng, à, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, rồi, rồi việc bổ nhiệm, ngạch, nâng ngạch công chức, viên à, chức, Đấy, quy định rất rõ ràng à, là cái nội dung kiểm tra việc thực hiện chính sách cán bộ thì kiểm tra cái gì? thì kiểm tra việc thực hiện chính sách về lương, à, khen thưởng vân vân, rồi việc kiểm tra à, công tác bảo vệ nội bộ, à, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là kiểm tra cái gì? là kiểm tra việc ra soát thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ. Rồi kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ đối với người có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Đó. Như vậy chúng ta sẽ đọc cái điều điều 8. Thì hỏi về nội dung thì có bao nhiêu nội dung kiểm tra đối với cán bộ đảng viên? Thì phương án A là 6 nội dung, phương án B 5 nội dung, phương án C 2 nội dung, phương án D là bốn nội dung thì căn cứ điều 8 chúng ta có bốn nội dung đó thế còn đối với tổ chức đảng câu 20 có bao nhiêu nội dung kiểm tra đối với cấp ủy tổ chức đảng thì, thì giáo vừa đọc điều 8 thì chúng ta thấy có 9 nội dung Đấy, cái phương pháp học nó, uh, trên phần mềm thông qua tình huống đặt ra thì giải quyết câu hỏi này phải căn cứ vào đâu Đấy, chúng ta học lần đầu là như vậy lần hai thì chúng ta không cần phải tra nữa mà chúng ta tự nhớ được chúng ta suy luận ra được cứ làm đi làm lại vài lần là kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì ta cũng làm được à, muốn học các mục khác chúng ta kích chuột vào mục số một à, để quay lui và sau đó muốn kết thúc làm việc với phần mềm kết thúc phim làm việc với phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình thì chúng ta kích chuột góc phải trên cùng màn hình như này để sao cho thấy cái chữ thoát và kích chuột đúng vào chữ thoát là chúng ta thoát ra khỏi phần mềm đó như vậy tôi đã minh họa xong cái phương pháp vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết trên phần mềm à, chúng ta học từng mục à, như vậy rất là, là hiệu quả học viên có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo hoặc kết nối zalo theo một trong hai số trên màn hình các em xem video của thầy hay và bổ ích à, trên youtube thấy cái chữ đăng ký màu đỏ mà nếu nếu đang thấy chữ đăng ký màu đỏ thì chúng ta chưa đăng ký thì chúng ta hãy chạm tay vào nút đăng ký thì chạm tay vào nút đăng ký màu đỏ thì nó xuất hiện chữ đã đăng ký thì như vậy có ích lợi cho các em ích lợi thứ nhất là xem video bài giảng theo từng mục ích lợi thứ hai là có video bài giảng mới thì các em nhận được sớm nhất à, những video mà các em thấy hay và có thể bổ ích cho công việc chuyên môn của mình về sau này thì nên chia sẻ sang Facebook hoặc Zalo của mình À, để lưu trữ lâu dài mỗi khi cần ấy, mình vào mình lục tìm nó nhanh à, thầy giáo vào. À, xin chúc các em thành công à, các em muốn xem video của thầy kết nối với tivi thì mở tivi trên điện thoại có nốt kết nối để chúng ta kết nối sang màn hình tivi và nên xem video trước cho chúng ta cả vào phần mềm để học có buổi trách nghiệm thì như vậy chúng ta chạm vào gọi à, điện cho thầy xong à, kết nối zalo xong thầy gửi cho một cái đường link à, phần mềm phi lợi nhuận mà các em chạm tay vào ảnh của thầy À, trên cái uh, tin nhắn kênh của thầy trên Zalo là các em um, chọn danh sách phát là uh, sẽ xem được video theo từng mục Hãy chọn video xem trước thì uh, sau đó chúng ta sẽ vào phần mềm tự học câu hỏi được uh, rất phù hợp với thời gian mình là công chức uh, để thi nâng ngạch giỏi lúc nào vào lúc đó và nên chuẩn bị kiến thức thật tốt uh, yên tâm tự tin để chúng ta thắng lợi ở cái vòng 1 thì sẽ có cơ hội uh, chúng ta thi vòng 2 uh, vòng 2 là thi cái môn uh, nghiệp vụ chuyên ngành thí dụ đối với chuyên viên chính chuyên viên nên chuyên viên chính chúng ta làm bài thi viết 180 phút để các em chú ý Đó, vì vậy chúc các em thành công